Buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình trưa ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8. Thì ưu tiên dùng thuốc Remdesivir điều trị F0 trên 65 tuổi và béo phì. Thì Bộ Y tế cho phép dùng thuốc kháng viêm virus Remdesivir cho F0 điều trị nội trú. Ưu tiên nhóm nguy cơ cao, gồm người trên 65 tuổi, có bệnh nền và béo phì. Thì các cơ sở y tế được sử dụng thuốc sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc là người nhà. Thì theo hướng dẫn triển khai Remdesivir trong điều trị COVID-19, Bộ Y tế ban hành ngày hôm qua, ngày 12 tháng 8. Thì Remdesivir hiện chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng điều trị COVID-19. Hướng dẫn tạm thời sử dụng thuốc Remdesivir 100mg của Bộ Y tế căn cứ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ và Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu. Là thông tin tiếp theo là lợi dụng qua chốt kiểm dịch COVID-19 đi tiêm ngừa bệnh dại để mua ma túy. Thì Phạm Văn Nhân, ngụ tại Bến Tre, nghĩ ra lý do là đi tiêm ngừa bệnh dại để được cấp giấy đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 rồi đi mua ma túy. Ngày hôm nay, từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, huyện Dòng Trôm cho biết đã chỉ đạo chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, bàn giao Phạm Văn Nhân, 28 tuổi, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, Bến Tre, cho công an xử lý. Thì Nhân lấy lý do là đi tiêm ngừa bệnh dại để được qua chốt kiểm soát dịch COVID-19, rồi đi mua ma túy về sử dụng trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì theo đó, chiều ngày hôm qua, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh 885 thuộc địa bàn ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, thì Nhân chạy xe máy biển số là 71B247530 xin qua chốt và có biểu hiện nghi vấn. Thì tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Nhân có một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua làm việc, Nhân khai nhận là trưa ngày hôm qua, lợi dụng việc được Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh cấp giấy cho mình đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 để đi tiêm ngừa bệnh dại tại thành phố Bến Tre. Thì Nhân đã đi mua một gói ma túy của một phụ nữ trên địa bàn thành phố Bến Tre về sử dụng. Khi trở về thì đến chốt xã Mỹ Thạnh thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện tạm giữ. Thông tin cuối cùng cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là trưa ngày hôm nay Bến Tre không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Thì theo đó, số ca tính đến trưa ngày hôm nay ngày 13 tháng 8 là 1.273 ca, vẫn là 25 ca tử vong và 567 ca ra viện. Mình cũng xin kết thúc thông tin nhanh trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất